Xong chưa ạ? Chị quay phim mà. À, quay phim ạ, chứ không chụp hình. Làm sao mà cho anh cười canh khách lên á? Bấm đi con, bấm đi. Bấm đi em, bấm đi. Bấm nào không? Bấm đi. Kêu không? À, không kêu hả? Bác ngồi bên cạnh cháu đi. Thôi để cho anh này, cho cháu bấm anh xem. Đó, cái người á. Em bấm đi, em bấm đi con, không bấm đi. Bấm đi kìa. Em bấm đi kìa. Ý Tần, nhìn bà nội nè. Bà nội nè. À, cười nào. Em cười cho bà coi. Em mà cười cho bà quay phim nào.